Xin chào các bạn. Hôm nay thì mùa thu đến rồi, ở ngoài rất là mát. And hôm nay trời rất là đẹp ở Houston, Texas. Bí Bo con làm gì vậy Bo? Bí Bo đang giúp mẹ tưới tưới cây. Bí Bo khoái ra ngoài tưới cây. Bí Bo ăn trứng cá không con? Ăn trứng cá, cây trứng cá không con? Cây trứng cá thì giờ quá trời luôn, rất là nhiều trái chín. Bí Bo ăn không con? Vô ngoài đi. Gọi cái cây trứng cá là strawberry. Bự, trứng cá bây giờ cũng rất là bự. Cây xoài của Bo nè, xoài của Bí Bo nè, cũng bự lắm, nhưng mà hai năm mà chưa có động tĩnh gì đó, chưa có thấy trái, chưa có thấy hoa gì hết, cái mọc lên thôi. Thì cây này á là cây honey jar, cây táo tạo honey jar, mà không biết sao nữa mà cái lá bị héo, giống như là mùa thu vô rồi cái lá nó bị trái, hay là tại vì nắng quá. There's a lot more, còn nữa rồi con, quá trời luôn ha. Lâu quá rồi mình không có ra mình hái rửa thôi. Nha. Chúng ta cái đó bụi đó con. Bây giờ khoái lắm. Trời, lâu lâu ra là bứt mấy cái trái trứng cá này là ảnh khoái lắm. Tự nó rất là ngọt, ngọt quá đi. Ngọt rất là ngọt luôn á. Còn đây là cây lê Hàn Quốc của mình. Thế nào con? Nó cũng trái luôn nhưng mà nó còn nhỏ. Còn nhỏ lắm. Cái kia. Cái này nó bị khô rồi, cái nhánh này nó bị khô rồi ba. Nó bị khô rồi. Còn đây là cây lê Hàn Quốc của mình. Tự vì mình trồng trong cái chậu á, cho nên nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Còn cốc thì khỏi nói rồi, cây cốc thì bự quá trời bự luôn. Mùa đông á thì nó rụng hết lá, mình chặt bớt rồi, bây giờ đến mùa hè á nó mọc ra quá trời luôn. Thật là nè, bông. Bữa rồi cũng cắt vô hai cành này, hai nhánh cốc rồi chứ. Em giờ có cốc ra thêm nữa rồi. Không biết đến mùa lạnh đến. Không đến mùa lạnh thì nó có mọc lớn được không, kịp cho đến mùa lạnh. Tại vì khoảng một tháng nữa thì mùa lạnh nó vô tới rồi. Còn đây là stylus wedge, cây samoche. Rồi cũng có nhiều bông lắm, rất là nhiều bông nhưng mà bị rụng hết rồi, không có đậu cái trái nào hết á. Nhưng mà bây giờ thân thì cũng rất là bự ha. Mọc bự lắm. Rất là bự. Còn này là Alano, cây Samoche Alano của mình. Bây giờ cái tàn quá bự luôn. À, các bạn. Quá. Năm nay á, năm vừa rồi á, thì mình được 3 trái. Nhưng mà năm này á, mình được đến 13 trái luôn nha. Bởi vậy cho nên mình thấy là càng ngày mỗi năm thì nó đậu nhiều hơn. Cái lại mình thấy là
khi mà nó đậu á, nó đậu như những cái nhánh này nè, đầu đầu cái đọt á, cái thương quá không, dễ thương quá. Nhưng mà Sambuche này á, cả một năm, khoảng gần một năm trời nó mới chín lận. Cho nên là cũng lâu lắm thì cái trái nó mới chín. Còn đây là hai chậu mẳng cầu na dai của mình. Bữa từ cái cây này á, thì mình cũng mới mua hồi năm vừa rồi. Được khoảng năm này á, khi mà chấm bông á, thì có rất là nhiều bông. And khi mà mình chấm thì nó cũng có nhiều đậu trái lắm, nhưng mà tự vì cây nó còn nhỏ á, cho nên nó rụng hết, còn lại có 4 trái à. Bữa rồi mình cắt vô 2 trái và bây giờ còn 2 em trên thân cây, dễ thương quá ha. Và mốt mình chuẩn bị cắt 2 em này thôi. Cây này ăn rất là ngọt nha, berry rất là ngọt luôn, rất là dai, mình thích lắm ha. Coi chừng á ba. Còn cây này, em này cũng được 4 trái luôn, nhưng mà dạo này mình cắt hết rồi nè, thấy không, cái cuống nè mình cắt mình ăn hết rồi. Thì bây giờ đến vô mùa thu thì lá cũng hơi vàng vàng rồi. Đây là cây mình mê nhất. Đây là cây hồng mềm. Cây hồng mềm. Dĩ bò đang thấm nước. Năm nay cây hồng mềm này cho mình nhiều trái lắm. Nó rất là nhỏ, cái cây rất là nhỏ. Thì năm này là năm thứ 2 của cái cây hồng mềm này. Được. Cây năm nay thì mình thấy mình được khoảng mười mấy trái. Trái nào nó cũng bự lắm nha. Màu thì mình không biết đến chừng nào nó chín nữa. Mình thấy nó, cái mèo nó như vậy là mà không biết là nó được chưa, cắt được vô chưa mà không ấy nữa. Hay là mình đợi thêm, mình nên đợi thêm khoảng 1-2 tuần nữa không ha, để mà cắt cái cây bự, cái trái nó rất là bự. Nhà bí bo, nhà mình nó bí bo con mình, bí bo khoái ăn lắm, cây vậy của bí bo. Đây là cây nhãn Hawaii, nhãn Hawaii nè. Bữa rồi á, có 2 nhánh ra trái, 2 nhánh thì mình cắt bớt rồi, mình cắt vô ăn rồi. Bây giờ còn một trái cuối cùng, một trái ở đây để mà coi nó bự được bao nhiêu á. Thôi để mình hái cái trái này luôn nha, nghĩ chắc nó chín rồi. Bí bo cho mẹ rửa này, để mẹ thử cái trái này được coi, nhãn coi. Đó, trái cuối cùng của cái nhánh. Bữa rồi cái hai cái nhánh này cũng nhiều lắm, nhưng mà mình hái mình vô ăn. Nhưng mà cái côm rất là dày, ngọt lắm các bạn, nó hột có xíu xíu à. Cái dạng này ngon thiệt, ngon, ngọt, giòn, hột có một chút à. Wow, nhãn này, cây nhãn này mình mua mới có một năm thôi à, mà cho mình rất là nhiều trái, nên trồng lắm đó nha. Nó mốt chứ phải mua thêm cây nữa quá. Còn đây là anh vú sữa, cây vú sữa ra bông liên hồi luôn, nhưng mà không thấy có cái chị có không có thấy cái trái nào đậu hết á. Không biết, mà mình cũng không biết là nó có đậu được trái không nữa. Thôi thì mình cứ đợi cho thời gian coi nó ra làm sao.
Đây là cây táo tàu GA866. Đây là những cái cây mãng cầu mễ với lại Achimoya, Achimoya. Mình năm này mình không có để trái. Cái này là Dr. White. Còn em này là Lisa. Lisa năm vừa rồi á, mình để một trái. Nhưng mà sao mà cái cây này thấy nó yếu ớt quá. Nó không có mấy cái cành, nó có chữ cái như vậy nè. Ra bông, nhưng mà ra bông rất là nhiều luôn. Giờ này thì cứ ra bông mãi. Gần đến mùa đông rồi, nhiều lắm. Nhưng mà thấy nó yếu ớt quá cho nên mình không có để trái. Còn cái này là ghép nè, mảnh cầu ghép nè. Cũng không có, mình cũng không có để trái năm này luôn, để cho cây dưỡng cho nó khỏe mạnh hơn á. Mình muốn chia sẻ một chút về cái vườn cây vào mùa thu của mình. Xin gặp các bạn on the next video nha. Bye.